an toàn và vượt trội hoàn toàn so với đối phương. Trong mấy trận diễn ra, Rocksteiger lần này đội 1, COG là đội 2. Và rất nhanh chóng, Aurelien Son là lựa chọn cấm đầu tiên của Rocksteiger. Họ không muốn lặp lại cái sai lầm của mình một lần nữa. Vladimir Sinra tập trung rất nhiều vào đường giữa. Trong khi đó thì COG tập trung vào đường trên, nhắm vào Smap với Rumble, Kennen, hai vị tướng mạnh nhất trong meta đường trên bị cấm. Và Nidalee là lượt cấm thứ 3 của Counter Logic Gaming. Ngay lập tức thì bên phía Rocksteiger khóa ngay vào Elise cho bị đánh. Elise là vị tướng SPT sử dụng tốt để khả năng kiểm soát, nhưng thật ra Olaf vẫn còn đó và không biết COG họ sẽ chọn gì trước đây. Khi mà thật ra Olaf cộng với là vị tướng hỗ trợ sẽ là sự lựa chọn an toàn, nhưng có vẻ như muốn an toàn dành cho Stixxay, thêm cái là khu vực đường giữa dành cho Huhi. Với một người chơi như Huhi chọn đó là Manzaha phù hợp giữa, rất phù hợp dành cho anh ta, đặc biệt đối đầu với là Kuro. Chính xác là như vậy. Bây giờ trường hợp tệ nhất là nhấn R nhầm người thôi. Nhầm thì người ta cũng khó nha. Ý là ví dụ như là trong một tình huống nào đó, đối phương ví dụ Irelia băng vào bảng R nhầm support kế bên AD thì nó mới là sai thôi. Còn lại thì đây là vị tướng mà tôi chơi rồi, tôi biết đây là vị tướng giúp tôi leo lên, leo hạng rất nhiều giai đoạn của huyết mạch kim. Thì nói chung là nó phù hợp với những người có kỹ năng và mức trung bình khá như là Huhi. Thì bên phía của Rocksteiger, câu trả lời của họ là Victor và Alistar. Victor thì rất dễ hiểu, Kuro bây giờ không đảm bảo sự chắc chắn được nữa. Anh ta muốn có được sự an toàn tối đa thì Victor là sự lựa chọn. Nếu như bạn xác định chơi an toàn thì Victor là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn ở đường giữa. Chẳng cần làm gì cả, nâng cấp lỗi công nghệ, đẩy lính, đẩy lính, đẩy lính. Và cái cách mà Rocksteiger họ thi trong ván trước luôn luôn bị đối phương dẫn trước một phần nào đó. Và bây giờ khi họ chọn Alistar kết hợp thêm cái là Alice, còn khu vực đường giữa là Victor, thì bạn có một sự lựa chọn an toàn khu vực giữa. Bạn có khả năng đẩy lính tốt và có khả năng tấn công ở bất kỳ thời điểm nào khi Alice tiếp cận được Alistar có tốc biến lao vào tấn công đối phương. Thì với COG thật ra những vị tướng của họ rất phụ thuộc vào trang bị. Với Manzaha đó là hai trang bị để phòng ngự, với Caitlyn cũng là hai trang bị để gây sát thương và dọn lính. Thì cái cơ hội dành cho Rocksteiger để phần đó khắc phục cái điểm yếu trong những ván đấu vừa rồi, đó chính là điểm yếu trong giai đoạn đi đường của họ. Và để giải quyết điểm yếu trong giai đoạn đi đường thì thật ra bạn phải có những lựa chọn đi đường mạnh. Rocksteiger, tôi thấy rằng họ có một lựa chọn đi đường mạnh, đó là Na ở đường trên. Nhưng vấn đề là nó còn phải phụ thuộc vào đối phương chọn cái gì. Thì lúc này ở đường trên sẽ còn Trindle, Bobby. Thì Bobby là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng có thể dùng để khắc chế được Na. Tức là bạn vẫn có thể thua, nhưng mà thua sẽ không nặng lắm. Và nếu như bạn có rừng lên hỗ trợ tốt thì bạn vẫn có thể đánh được cái kèo này không thua nặng. Thì Bobby có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà Darshan có thể khóa vào cho bản thân mình. Nhưng Bobby mà gặp với Alistar thật ra cảm giác bạn khá khó để khả năng lao vào đặc biệt. Thông thường Bobby sẽ cố gắng đứng diện chắn ở trước mặt Caitlyn, đúng rồi, là Manzaha. Thì bạn có khả năng tấn công và giết những mục tiêu gần. Nhưng với đội hình hiện tại hay nhìn cách mà Rocksteiger họ thiết lập, đó là Na khổng lồ, đó sân khấu tử thần, thêm cái là Victor từ đằng rất xa, thì đôi lúc tương đối khó với Bobby để băng thẳng bên phía sau, đôi lúc bạn sẽ bị khép góc hoàn toàn. Tôi nghĩ đội hình này của Intercell họ không cần một người băng vào, họ cần một dàn chắn. Và tôi đang tính nói thật ra Bobby là chính là counter cứng của Alistar. Nó sẽ ngăn chặn Alistar khi bật W, Alistar sẽ không băng vào hậu tuyến của Bobby được, và cả phần nào đó Na cũng không nhảy vào được trong tình huống đó một cách dễ dàng. Thì thật ra chính xác Bobby mới là lựa chọn tốt nhất dành cho COG trong đội hình này. Bởi vì các bạn hãy nhìn theo đội hình này, COG họ không có nhu cầu tràn vào đội hình của đối phương. Người duy nhất có nhu cầu tràn vào đội hình đối phương là Smithy, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu và giữa rồi. Giai đoạn sau họ sẽ phải đánh xung quanh Stixxay, đánh xung quanh Caitlyn, bảo vệ tối đa Caitlyn để Stixxay có thể đi BS top trong pha giao tranh. Thì Bobby chính xác là sự lựa chọn tốt nhất mà phía COG có thể đưa vào ở trong đội hình này. Và đội hình đã xong. Đội hình này tôi nghĩ rằng bên phía COG đã cấm chọn khá là tốt, tức là các đường của họ đều ở mức là đánh từ hòa cho đến thắng. Và họ có một người đi rừng với Olaf trong tay SMT đã thể hiện một lần rồi, vẫn có thể hiện một lần nữa, tức là đem lại sức ép ở trong giai đoạn đầu trận đấu. Thì một điều nữa chúng ta cũng phải nhắc tới, và hồi nãy các đồng nghiệp chúng tôi ở bên phía đó cũng đã nói, Rocksteiger là đội có giai đoạn đầu yếu nhất từ vòng bảng đến cho đến hiện tại. Họ luôn luôn bị đối phương dẫn trước. Đây là một cái điều mà thật sự tôi không biết tại sao đến với chung kết thế giới thì họ lại có cái màn trình diễn như vậy ở giai đoạn đầu. Đây là cơ hội có thể là cuối cùng dành cho Rocksteiger, có thể là cơ hội cuối cùng dành cho đội chủ nhà Counter Logic Gaming. Đội nào thua trận đấu này sẽ cùng với G2 Esports nói lời chia tay chung kết thế giới ngay sau vòng bảng. Cuộc đối đầu sinh tử giữa hạt giống số 1 Hàn Quốc Rocksteiger và hạt giống số 2 của Bắc Mỹ Counter Logic Gaming chính thức bắt đầu.
cực kỳ căng thẳng. Và tính khi mà COG, thật ra nếu họ thắng Rock Tiger, họ cũng chỉ được vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng mà thôi, khi đối đầu với lại Albert Rock Luna có thể thua đó là tỷ số 2-0. Nên tính với đối đầu thì Albert Rock Luna sẽ vượt trội so với lại COG. Còn nếu Rock Tiger chiến thắng COG trận đấu này, họ sẽ đồng điểm với lại Albert Rock Luna và sẽ có trận đấu tài rác để phân định vị trí thứ nhất và thứ nhì của bảng A này. Nhưng đó là chuyện khi kết thúc trận đấu này, còn bây giờ chúng ta phải chờ xem COG hay Rock Tiger sẽ làm như thế nào. Và thật ra nói nhanh thì nhất hay nhì bây giờ nó cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, bởi vì bạn không đúng vậy, bạn không biết là mình sẽ gặp ai. Đầu tiên là nhất nhì của bây giờ rất khó đoán với những gì mà chúng ta đang thấy là chung cái thế giới này. Thứ hai là vào phải bốc thăm, chứ không phải là bảng này đã nói bảng kia xác định trước. Thì nói chung là cũng chưa biết được gì cả, bây giờ cứ phải thắng đối với COG và Rock Tiger, cứ thắng trận đã rồi làm gì làm. Thì những pha di chuyển cấp 1 dạo đối với anh Barcelona thì chúng ta được thấy rất là nhiều. Họ là một đội rất thích những pha di chuyển cấp 1, và trong ngày hôm nay những pha di chuyển cấp 1 của họ đem lại rất nhiều thành công. Và ra cái cách mà ở khu vườn giữa, khi mà đã lên tấn công trao đổi máu với nhau, bỗng nhiên ba người ở phía sau lòn ra khỏi tầm nhìn và đi vào để lại những con mắt hoặc tấn công gây bất ngờ, đó là cái điểm mạnh. Nhưng nếu đội chơi an toàn, bạn cấm đủ con 5 con mắt vật tổ, thì như cách Rock Tiger hiện tại họ đã triển khai, họ không tiếc mắt vật tổ, họ cấm đầy đủ từ khu vườn trên xuống khu vực gần đường giữa, xuống khu vực đường dưới, thì tất cả một con mắt đó đều đảm bảo cho bạn rằng thông tin là có đủ, đối phương đang ở đâu, đối phương di chuyển như thế nào. Mà nếu chọn chơi an toàn, Rock Tiger bắt buộc phải làm điều này, vì họ không thể nào để thua. Với việc là ứng cử viên bước vào vòng chung kết thế giới, đã có được giải đấu chiến lược đầu tiên dành cho Rock Tiger, nhưng bước vào giải đấu lớn nhất mà bạn để bị loại ở tại vòng bảng, thì tôi không nghĩ rằng họ có đủ khả năng để quay về Hàn Quốc. Vừa rồi thì tôi thấy Huy có một pha xử lý khá là lạ, anh ta dùng cái ám ảnh kinh hoàng vào người của Kuro. Tôi không nghĩ đó là một quyết định tốt. Anh ta quyết định liên tục dùng nó vào người của đối phương để kéo máu. Về mặt cá nhân thì tôi nghĩ rằng ở cái đường này, mục đích của Manzaha trong khoảng thời gian đầu là bạn đẩy lính liên tục mà thôi, bạn không cần phải cố gắng kéo máu đối phương làm gì cả trong một tình huống mà bạn đối mặt với lại Victor đường giữa. Huy bây giờ đang bị đẩy ngược lại. Anh ta do dùng kỹ năng vào người đối phương, đúng anh ta kéo được máu một chút xíu, nhưng mà lính sẽ đẩy ngược lại về hướng của anh ta. Và Manzaha rất khó để bạn ăn lính trong trụ. Và chỉ khi phải nói rằng kỹ năng là thượng thừa để bạn tính toán và có một chút xíu may mắn để bạn xử lý con lính nữa, chứ không phải lúc nào cũng xử lý được cả. Nên bây giờ chỉ số là 7 xong là 9, ta không được xem đường giữa quá nhiều. Thật ra cái lượng máu là vừa đủ, được xem cách của hai người được đỡ mặt với nhau như thế nào. Ismithy sau khi dứt điểm xong nửa rừng bên phải đã có được hai bùa theo hướng lên khu vườn trên, còn khu vườn đường dưới này Stixxay sẽ gặp nguy hiểm khi Peanut đi lòn được. Và chúng ta phải biết rằng Alistar cấp 2 có thể combo tốc biến được dùng và cản nhận thành công. Stixxay chạy được không, không được chiến công đầu dành cho Peanut. Rất dễ dàng trong tình huống mà với Alistar bạn chuẩn công như khu vườn trên này. Smap đang bị tấn công, anh ta có thể tốc biến được qua tường, anh ta tốc biến được qua tường, và đó là một tình huống mà Smap bình tĩnh đứng sát tường tốc biến thoát được. Và anh ta phải đứng đợi một khoảng thời gian, đó là nửa đến một giây, đứng sát tường mà đợi chính xác mình tốc biến sẽ sống sót tình huống này. Vì nếu một khi bạn tốc biến mà vẫn nằm xuống thì đó là một thảm họa thực sự khu vườn đường trên. Nhưng vừa rồi là tình huống mà Smap đã phần nào đó giúp cho Rock Tiger giữ vững cái lợi thế. Vì nếu 1-1, một khu vườn đường dưới đỡ khu vườn đường trên thì cũng xem là cân bằng. Nhưng còn tình huống rất nhanh chóng, không có cách nào cho Stixxay thoát được cả. Anh ta thậm chí dùng tốc biến hay là hồng ở sau đó cũng sẽ bị hạ gục mà thôi. Nếu đã có, anh ta phải phản xạ với cú tốc biến của chính bản thân mình thì anh ta mới thoát được. Và Stixxay đã không đủ sự tập trung trong tình huống đó, cũng như là tốc độ phản xạ để có thể tốc biến né khỏi pha combo của Gorilla. Và 1-0 dành cho Rock Tiger, Peanut đem về chiến công đầu cho đội của mình. Một trong những lần hiếm hoi Rock Tiger có được lợi thế ở trong khoảng thời gian đầu. Đấy mới đúng là Rock Tiger mà chúng ta biết là đi đường ổn và có được lợi thế trong khoảng thời gian đầu. Nhưng tôi bất chợt ngưng lại và nhìn lên đường trên. Và khi mà cái đợt lính đẩy lên đó, ta thấy được tình huống Smap bị tấn công thì anh ta mất rất nhiều thời gian lính kéo ngược về. Nhưng bây giờ lính chuẩn bị vào trụ, anh ta hiện tại đang thua về cấp độ so với là Dasan. Nhưng với việc là Na. Tôi nghĩ rằng xử lý lính dưới trụ không phải là điều quá khó dành cho Smap. Vấn đề là ta ăn được bao nhiêu mà thôi. Và cái áp lực tạo ra từ Dasan gần như là không thể khi ta là Bobby ở cấp độ 4 mà. Đúng. Và Smap có một pha xử lý đó, anh ta nhìn vào thấy lính,
và ta quyết định rằng không cần dùng dịch chuyển di chuyển lên khu vực đường trên mà vẫn có thể đi bộ được, hứng đợt lính chấp nhận mất nhưng đảm bảo được sự an toàn. Bởi vì các bạn biết rằng trong những tình huống mà rừng đối phương lên găng đường trên, rất nhiều khả năng sẽ có một pha đứng lại đợi. Bạn mà dịch chuyển lên một cái, đối phương đứng lại đợi và hạ gục bạn ngay thời điểm đó là bạn không thể gượng lại khu vực đường trên nữa. Cho nên Smap quyết định hy sinh một chút xíu để có được sự an toàn. Khi bạn đi bộ lên, đối phương sẽ không đứng đợi, bởi vì nó mất quá nhiều thời gian, rừng sẽ thường xuyên không cam trong những tình huống như vậy. Thì Smap trụ được phần nào đó ở khu vực đường trên, tạm thời là như vậy. Và anh ta phần nào đó gần như là cân bằng số lính khi mà khả năng đẩy ngược lên trở lại, nhưng phải có những con mắt để đảm bảo sự an toàn tối đa. Mắt của anh ta đang trong thời gian hồi, nên nếu được lính này đang đẩy lên khu vực đường trên thì có khả năng tấn công dành cho COG. Nhưng Smithy thì không chọn được tấn công khu vực trên, nhưng việc mà chỉ cần một lần tấn công ép tốc biến của đối phương đã cảm nhận được sức ép của Dasan dành cho Smap rồi. Và chúng ta thấy vừa rồi thì Gorilla làm một bài, thật ra bài này bây giờ tôi nghĩ rằng chung kết thế giới bạn khó chơi lắm. Cái bài mà Alistar lần về đầu tiên và sau đó Rome, tức là tìm cách đảo đường tạo bất ngờ, thì chúng ta thấy hơi bị nhiều. Tôi thấy phải là 4-5 lần rồi, và thường thì chỉ là 1-2 lần đầu tiên mới thành công mà thôi. Bây giờ các đội cũng đã rút kinh nghiệm. Alistar ở khoảng thời điểm mà về dịch đầu tiên rất dễ đảo đường, và rồi thì COG đoán trước được tình huống đó, đánh an toàn tất cả các đường, khiến pha roam của Gorilla không được sự hiệu quả. Và thật ra đối với tình huống roam như vậy thì Ross Tiger họ biết rằng lính đường dưới đang đẩy vào Bray, thì anh ta có thể đứng dưới trụ và cái sức ép đến từ Catelyn thêm cái là 3 không là quá nhiều khi bạn đứng thoát hoặc tấn công đến từ Catelyn. Nhưng khoảng đã không vừa trên có cú làm choáng, và đây là tình huống muốn phản công đến từ Rock Tiger. Phoenix đứng đợi rất lâu nhưng chỉ mới cấp độ 5 mà thôi. Wow, Smash tôi nghĩ anh ta sai rồi, anh ta sai hơi lớn, anh ta không làm choáng được Dasan và anh ta nằm xuống chén như anh thì trúng vào lính. Nhưng Phoenix tốc biến lên vẫn sẽ dứt điểm được Dasan. Một pha động, một pha diễn hơi sâu của Smap, nhưng mà sâu quá tìm không thấy luôn. Anh ta không làm choáng được Dasan. Anh ta có phút chưa cuối nhưng mà ra tốc biến từ Dasan, nhưng khoảng đã xuống khu vực dưới. Ta có khả năng có tình huống tấn công đến từ Smithy, chỉ mới cấp độ 5 mà thôi, băng qua trụ, không có tốc biến từ Bray, liệu có dứt điểm được hay không. Thậm chí kêu gọi luôn cái Huhi, không có tầm nhìn đến từ Ross Tiger, hoàn toàn không biết điều này. Nhưng Smap có dịch chuyển, họ phải chú ý điều đó. Nếu như băng trụ là phải làm rất nhanh, rất gọn. CLG đứng đợi một hồi và họ nhận ra rằng quá mạo hiểm, và rất nhiều những cú nháy đối thủ mất tích đã được tung ra từ phía của Kuro. Họ biết Huhi đang rình trong rừng và lui về để ăn hạt người đã đảm bảo tối đa an toàn. Và trước đó Smithy đã phải lui ra, chúng ta xem là tình huống vừa rồi chỉ mới cấp độ 5 đến từ Smap mà thôi. Anh ta phải nói rằng cực kỳ may mắn khi đợt lính cũng vừa lên cấp độ 6 khi anh ta đang cố gắng dọn lính. Cấp độ 6 vừa có kịp thời, Dasan có cấp độ 6 trước ta dùng chiêu cuối, chỉ thiếu một tí sát thương mà thôi. Còn tình huống này thì Phoenix cắm trại quá lâu, ta có được điểm hạ gục thứ 2 trong trận đấu. Nhưng nó không thực sự quan trọng khi cái khoảng cách giữa Smap và Dasan là một cấp độ, và một khi Obi đã không bị Na vượt trội thì anh ta hoàn toàn có thể tự vào đã tự giải quyết ở khu vực đường trên được. Không, nhưng mà tôi nghĩ Bobby cũng không phải là dễ nha. Đặc biệt là đúng bây giờ Bobby vẫn đang có thể là đánh là hơn một chút xíu, nhưng cái thời điểm mà có được cái bú băng thì hơi nguy hiểm cho Dasan. Còn Venus gặp quá nhiều nguy hiểm, anh ta sẽ bị tắt điện, và đó là Smithy với điểm hạ gục hai đều cho CLG. Đấy là điều bạn phải nhận được khi mà cắm trại ở khu vực đường trên. Đối phương có quá nhiều thời gian để thể di chuyển vào rừng và cắm như con mắt. Khi mà Smithy ở trong rừng của Rock Tiger xuyên suốt một khoảng thời gian, Venus cắm trại ở khu vực đường trên, ta để lại được rất nhiều những con mắt trong khu vực rừng. Và sau đó anh ta phát hiện ta cùng với là Afromo di chuyển vào, biến rằng Venus đã không còn được tốc biến nữa, rất dễ dàng dành cho cả hai người đứng đợi. Họ có thể đi băng qua những con mắt của đối phương bằng hành trình kỳ diệu, dùng thiêu đốt dứt điểm thành công, điểm hạ gục đầu tiên dành cho Smithy và con rồng. Thật có sân khấu phạt sân khấu tôi nghĩ thật. Rằng không khó dành cho Smithy vì cái sát thương dồn đến từ Rock Tiger phải xuyên qua học lượng giáp, còn trừng phạt là sát thương chuẩn từ Smithy. Chỉ cần đợi anh ta có 450 đến 500 sát thương chuẩn thì ta có thể đợi khoảng 300 trừng phạt dứt điểm thành công vào vòng đầu tiên của bán đấu dành cho COG. Và đó là một lợi thế rất lớn dành cho COG, nhưng họ sẽ phải cẩn thận. Venus xuất hiện ở đây, Gorilla đang tiến lên, Afromu đã để sẵn hành trình kỳ diệu và anh ta thoát đi được. Anh ta đứng một góc khác với là Stixxay vì cái tầm vừa ra là không đủ tấn công bởi Stixxay nên đặt cái bẫy kiểm soát phần ở đó. Còn cái lối lên trang bị trước đó của Venus khi anh ta chọn nâng cấp đầu tiên với điểm hạ gục đó là chính là dãy pháp sư, thì anh ta có một lượng sát thương lớn, nhưng cái lượng sát thương lớn của anh ta lại chỉ dùng để cắm trại khu vực đường trên mà thôi. Thì bây giờ Smithy không gặp quá nhiều trở ngại, đã có những sự chênh lệch lượng tiền, đó là cân bằng, điểm hạ gục cân bằng. Nhưng hãy nhìn về cấp độ, với việc là đường trên hơn một cấp độ, đi rừng hơn một cấp độ,
Việc mà chiêu thức hơn lượng sát thương thêm cao lượng máu là một điều tốt được dành cho COD khi mà họ khả năng kiểm soát phần đó cái đường mà Rock Tiger đang mạnh, đó chính là đường trên. Và cuộc chiến tầm nhìn nãy giờ đang diễn ra khá là căng thẳng. Bây giờ tạm thời ở nửa dưới bản đồ thì Rock Tiger đang có được lợi thế. Nhưng đây là một thời điểm mà nửa dưới bản đồ không quan trọng, bởi vì rồng thì đã được ăn rồi, bùa đỏ thì Venus vừa mới bị cướp xong ở khu vực nửa dưới bản đồ. Và tất cả những gì bây giờ cặp đôi của COG cần làm không phải ra tranh giành tầm nhìn, vô ích, không có nghĩa. Chúng tôi ôm trụ, đây là Caitlyn đang ở giai đoạn yếu nhất của mình, đang tích tụ những đồng tiền để lên được cho mình cái trang bị là cái cuồng cung Runan. Thì đường dưới không quan trọng, vấn đề là nửa trên bản đồ SMT sẽ làm được gì trong một kèo đấu 2-2. Và bây giờ tôi chắc chắn với các bạn rằng đấu 2-2 bên phía COG là những người sẽ giành chiến thắng. Và anh ta đi lòn được những con mắt đến từ Rock Tiger, anh ta đứng nép ra khỏi tầm nhìn của bãi cua, bây giờ đang có mặt từ phía sau lưng, sẵn sàng cho tình huống băng trụ hay sao khi đang có mặt cùng với lại cả Hu Hi hướng lên khu vực đường trên. Nhưng cắm con mắt cảm nhận sự nguy hiểm, đây là những tình huống đảm bảo an toàn được dành cho đa số khu vực đường trên khi bước vào cái bụi cỏ chặt ba phía sau lưng trụ một để phát hiện xem có ai khu vực đường trên hỗ trợ cho Smash hay không. Nhưng một khi bấm bi, bạn có được lượng lính bằng với lại na của đối phương. Thật ra bước vào pha tranh, bấm bi lúc nào cũng dễ hơn trong việc bạn khả năng mở đầu một pha tranh hoặc tìm kiếm những cơ hội tấn công mục tiêu. Còn với Rock Tiger, phải canh được dạng na khổng lồ, phải chọn thời điểm dịch chuyển, phải tiếp cận mục tiêu như thế nào, đó là một điều vô cùng khó. Và đối mặt với lại Manzaha, một khi bạn tóc biển lao vào, cú R của Huy, tôi không nghĩ là anh ta ở cái mức độ mà không kịp bấm R vào người khi đối phương tóc biển lao vào thì dứt đi được mục tiêu. COG đang phần nào đó biến trận đấu kéo về dài và dễ dàng hơn cho họ. Để xem, chúng ta hãy nói về khả năng mà nếu như tính khả năng tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau, hai đội tôi nghĩ rằng không chênh lệch nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng bên phía của Rock Tiger có thể nhìn thấy một chút xíu ở vị trí đường giữa, nhưng mà ở vị trí xạ thủ chắc chắn Caitlyn sẽ mạnh hơn Jhin ở cái thời điểm mà lượng trang bị từ 3 món tới 4 món rồi đi. Nhưng thực ra với việc chống chịu đó chính là Olaf và Bobby thì bạn cảm nhận rằng Jhin với sát thương chỉ với 4 viên đạn và thêm ca sừng tử thần, thực ra bạn rất khó để thể xuyên qua cái lớp máu. Bây giờ ra khu vực đường giữa có tình huống đi vòng phía sau đến từ Dasan nhưng hơi khó. Gorilla bị tấn công khá nhiều, nhưng những tình huống tấn công này lại không đủ cơ hội. Khoan đã, wow, bắt buộc dạ. Kuro phải tốc hành với một cú quy trúng đến từ Ismithy mà thôi. Bởi vì chính bản thân Kuro biết rằng nếu như anh ta bị bắt lại là không ai cứu được cả. Đồng đội anh ta đang ở nửa dưới bản đồ và Olaf sẵn sàng bật chiêu cuối, mà khi đó Victor không cản được Olaf. Một tình huống ném rìu đơn giản và Ismithy lấy được cái tốc hành của đối phương. Bắt bắt trụ, Gorilla vẫn lao vào, anh ta câu kéo đợi đồng đội mình tới. Và anh ta thoát được không? Anh ta không thoát được một đội một, nhưng cơ hội để cho Stixxay thoát vẫn là nhiều. Anh ta né được hai phát bắn, dính phát thứ ba, phát thứ tư không theo đủ sát thương. Một đội một thành công. Jhin đã bị giảm sức mạnh rất nhiều kể từ khi cái lần giảm chiêu cuối, và bây giờ hãy nhìn sát thương vào, không mất quá nhiều máu thì Stixxay chẳng việc gì phải sợ cả. Một đội một, điểm hạ gục thứ ba dành cho Elise. Còn wow, khu vực đường trên ba đánh một ra. Có cú nhảy đến từ Smap, anh ta không có dạng na khổng lồ và anh ta đang còn tốc biến để thể thoát đi. Và Alice cộng với lại Kuro, wow, cú quy chính xác đến từ Ismithy. Ismithy liên tục có những cú quy tập tối đa và tốc biến lên dùng chiêu cuối Huy, mà anh ta đã bị ngăn chặn bởi Rock Tiger và Huy nằm xuống ngay lập tức. Bây giờ thì câu trả lời đến từ COG, họ cũng có một điểm hạ gục nhưng Ismithy đã hết máu và anh ta chạy không được, mặc dù Abramu đã tốc biến cố gắng hỗ trợ. Và bây giờ thì Gorilla đang cố gắng vào đủ tầm combo thành công, Dasan bị giữ lại, thiên mệnh của Abramu cố gắng hỗ trợ cho đồng đội của mình và hai bên rút lui 1-2 cho Rock Tiger. Đó là tình huống có mặt rất kịp thời đến từ Kuro khi mà ta đi vòng phía sau thoát khỏi tầm nhìn, nhưng Huhi nó chọn một góc tóc biến thật ra không thực sự tốt tí nào. Đúng là có khả năng dùng sát thương, nhưng việc mà đi vòng từ phía sau lưng lên có sẵn hết tất cả mọi thời gian dành cho Rock Tiger để khả năng giữ chân. Và với việc chiêu cuối đến từ Kuro, nó có 0.5 một cú làm choáng nhỏ từ chiêu cuối của Victor và nó ngay lập tức ngăn chặn cái lượng sát thương của Huy, nó khiến cho anh ta bị hạ gục và đồng đội của ta phải mất thêm thời gian để dứt điểm thành công Smash, thì cũng phải có thêm một người đã nằm xuống. Và đó là phải rõ không thực sự lời được dành cho COG, nhưng điều quan trọng tôi vẫn nghĩ rằng Dasan có điểm hạ gục là một điều tốt với một bước biên khả năng chống chịu trong đội hình, mà hãy nhìn lượng sát thương rất nặng về sát thương vật lý đến từ Rock Tiger. Đúng là như vậy, Dasan có được điểm hạ gục vẫn là một điều tốt, anh ta vẫn sẽ là cái gọi là cái mỏ neo để giữ lại cái sự an toàn cho COG trong giai đoạn sau. Mặc dù đang bị dẫn trước khoảng chừng 500-600 tiền, nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề quá lớn dành cho COG. Họ vẫn đang tăng tiến sức mạnh, tôi nghĩ rằng đúng cái kịch bản mà họ đang muốn. Ở vào phút thứ 15 này thì Caitlyn của Stixxay có được cùng cung Runan,
cầm cho mình một thanh kiếm BF, sắp sửa nâng cấp lên thành giày cuồng nộ. Họ vẫn đang trong tầm kiểm soát cái trận đấu này, vẫn trong tay của họ. Và điều rất lạ chính là Brian ta không lên kiếm Mayumu mà nâng cấp của mình lên lửa hai linh hồn. Đây là một kiểu trang bị thật đầy đạn giữa trận, bạn rất ít cái lượng sát thương. Vì với lửa hai linh hồn bạn có khả năng hồi phục năng lượng, lượng sát thương lớn, nhưng vấn đề quan trọng không có cái lượng xuyên giáp và để khiến cho bạn cái lượng sát thương lớn. Và với Dasan hiện tại thật ra ta có thể hoàn toàn chống chịu được 4 phát bắn từ Brian. Và lên cái kiểu trang bị này thì trang bị tiếp theo bạn sẽ phải nâng cấp đó chính là một trang bị tốc đánh. Và không có xuyên giáp nữa thì rất khó cho Bray. Tôi nghĩ rằng cách lên trang bị này của Bray là nhắm vào việc là đi đường kéo dài. Anh ta sẽ sử dụng kỹ năng liên tục để giữ lính, đẩy lính, để nói chung là để giảm thiểu bớt cái khả năng mà stick save sẽ đẩy được vào trụ. Bởi vì bạn giữ được trụ đường dưới khi đối mặt với Catlin càng lâu càng tốt. Catlin cực mạnh ra thời điểm mà cái trụ đường dưới bị hủy trước và sẽ di chuyển ra các đường khác để đẩy trụ cùng với đồng đội của mình với cái bộ 7 được nâng cấp tối đa. Cho nên giữ được stick save ở đường dưới là rất tuyệt vời. Huhi đã bị kéo khoảng chừng nửa máu nhưng anh ta không sao cả, anh ta chẳng mất gì cả ngoài cái tốc hành, anh ta vẫn có thể ở lại để hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Vẫn còn đủ năng lượng để thể ở lại dọn lính khu vực đường giữa, và khi dọn lính được đối phương sẽ không còn khả năng gây sức ép khi mà Kuro phải dùng chiêu cua dứt điểm thành công anh ta rồi. Abramu đặt những cái điện an lạc để giúp cho Huhi khu vực đường giữa hở máu. Và không có năng lượng, Kuro không có chiêu cuối. Con rồng nước thứ hai đang được tấn công đến từ COG. Không có Kuro ở đây, anh ta quyết định ở lại hôm nay. Nhưng ta không có chiêu cuối và không quá nhiều năng lượng thì đang là lợi thế rất lớn dành cho COG. Rồng còn khoảng chừng 1.900 mẫu và sân khấu tử thần được mở. Abramu là người được chọn. Anh ta nằm xuống ngay sau hai phát bắn của Bray. Smithy bật chiêu cuối nhưng ta không có sát thương và ta buộc phải bỏ chạy. Đó là điểm hạ gục dành cho Rock Tiger. Những Smithy và đồng đội của anh ta đang muốn ở lại để giữ con rồng này. Liệu có quá nguy hiểm hay không? Dasan có đủ lượng máu nhưng họ chọn cái trụ thứ nhất khu vực đường giữa. Tấn công thiệt ra sẽ không quá lợi thế. Huhi vẫn còn chiêu cuối, đó là một tiền đề dành cho COG để ở lại, nhưng chỉ đảm bảo cho Smithy lưu về mà thôi. Họ vẫn ở lại nhưng Smithy không còn chiêu cuối của combo tốt rồi ra. Huhi bị bắt lại, kẹt nhà thành công của Minas và Huhi nằm xuống mà không kịp làm gì cả. Dasan chạy khỏi trường trọng lực nhưng không chạy khỏi những phát đánh thương đến từ Smep. Và hai điểm hạ gục dành cho Rock Tiger. Smithy trừng phạt Minas để cố gắng bỏ chạy nhưng dính nét vẽ chết chóc và Smithy nằm xuống. Minas bị hóa vàng nhưng mọi thứ đã xong rồi. Nhưng mọi thứ chưa xong đối với Stixxay. 300 máu bỏ chạy, Ray tiến vào bắn không đủ sát thương và Stixxay sống sót. Và một khi để cho Rock Tiger tìm kiếm được những cơ hội và Alistar Tiger là phải nói rằng hai lần liên tiếp khi người ta chọn mục tiêu, Abramu nằm xuống, tiếp tục đó là Huhi không có khả năng thoát được tình huống trong một hiệu ứng liên tục như vậy. Dù rất tốt là Smash có tình huống và tốc biến lên từ Gorilla kén nhện chồng vào ngay lập tức và không thể nào thoát được từ Huhi cả. Anh ta thậm chí là không kịp làm bất kỳ một điều gì. Mà một khi bạn đứng giữa năm thành viên của đối phương thì khỏe đến cỡ nào cũng phải nằm xuống mà thôi. Dasan bị hạ gục. Tình huống đó tôi cũng không hiểu COG ở lại làm gì nữa. Họ đã mất đi khá là nhiều lợi thế và cái thế lính ở khu vực đường giữa cũng không đẹp nổi mà họ có thể cố gắng đứng lại và hy vọng rằng mình sẽ đẩy được cái trụ một đường giữa. Họ ở lại và họ trả một cái giá khá là đắt. Bây giờ thế trận đã nghiêng hẳn về bên phía của Rock Tiger rồi. Họ có được con rồng nước đầu tiên, rồng tiếp theo là rồng lửa. Và đặc biệt đội hình của bên phía COG, họ lấy Dasan làm trọng tâm chống chịu, anh ta lên được giáp lửa. Nhưng bây giờ anh ta sẽ phải lên kháng phép rất là nhiều bởi vì Kuro và Binet đang có một lượng sức mạnh phép thuật, tức là một cái lượng sức mạnh rất là lớn với mỗi người, một người 4 điểm hạ gục, người 2 điểm hạ gục. Và Kuro thì anh ta hoàn toàn không sợ khu vực đường giữa nữa khi mà anh ta từ rất lâu rồi, cái khoảng thời điểm khi anh ta chỉ mới nâng cấp 2 lần là công nghệ mà thôi, đã có được đó là khăn kỹ thuật để tự đấu khu vực đường giữa với Huhi. Thì công việc của Huhi hiện tại thật ra chỉ là dọn lính mà thôi, chứ muốn dứt điểm một ai đó với dùng tốc biến thì tôi không nghĩ rằng chọn Venus là hợp lý. Đúng là anh ta không có kháng phép nhưng tấn công và Elise đánh đu lên là ngay lập tức thoát được cái lượng sát thương. Còn rất khó dành cho COG, công việc của họ hiện tại chỉ là phòng ngự mà thôi. Cái kịch bản đẹp nhất mà COG nghĩ tới trong những pha giao tranh đó là Smithy sẽ bật kêu cuối lên và gây rối đội hình của bên phía đối phương. Dasan sẽ đứng chắn trước mặt của Stixxay và Huy cũng làm điều tương tự như vậy và sẽ dùng chiêu cuối vào kiểu như là Smap hoặc là Binet trong những tình huống mà họ tiếp cận vào Stixxay. Nhưng vấn đề là bây giờ Smithy không có đủ tiền để lên trang bị để trở thành một mối đe dọa trong những pha giao tranh, thì anh ta sẽ không thể nào thoải mái băng vào đội hình của đối phương được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là lúc này Huy trang bị quá hạn chế.
anh ta rất yếu và chẳng làm được gì cả. Smithy bây giờ đang phải bỏ chạy bằng chiêu cuối của mình, không đó mới chỉ là tốc hành mà thôi. Và Huy quyết định dùng chiêu cản nhẫn tầm tối đa, Huy sẽ phải nằm xuống. Binet đang thực sự muốn giành lại cái danh hiệu người đi rừng số 1 thế giới của mình bị mất đi trong khoảng thời gian vừa qua. Tỷ lệ trúng cán nhện của ta trong trận đấu này quá cao. Và đó, cú cán nhện phải nói rằng Huy không nghĩ là nó trúng với tốc biến của anh ta vẫn còn trên người. Và đấy là một điều hiện tại COG không làm được như cách mà Rock Tiger làm. Với mỗi khi mà COG những thành viên không có những phép hỗ trợ như tốc biến từ Huy, hay như cái cách mà Rock Tiger dùng những cái tốc biến của mình để chiếc điểm của Abramu cùng với SBT, anh ta buộc phải tốc biến đi nhưng không làm choãng được Ray. Ray cũng đã tốc biến, sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào dành cho COG ở đường dưới cả. Họ đã đưa 4 người xuống thì tất lẽ dĩ ngẫu là họ sẽ mất người ở hai đường còn lại là đường giữa và đường trên. Như vậy là hai cái trụ miễn phí đang chờ đợi Rock Tiger lấy. Và thậm chí là cảnh này quen lắm. Một Victor có được cái chiến công đầu trụ, anh ta sẽ là một cỗ máy đẩy lính mà bạn không thể nào ngăn chặn được. Và đường trên thì cũng sắp sửa có được cái trụ dành cho Smash, có nghĩa là pha trao đổi quá lời dành cho Rock Tiger. Họ mất tốc biến của Prey để tránh tình huống bị nằm xuống. Nhưng thật ra Rock Tiger đã quá quen với việc mà phải đối mặt với đối phương 4 người 5 người khu vực dưới. Vì cách họ tấn công cũng tương tự như vậy. Trong tình huống mà họ dùng dịch chuyển khu vực dưới, họ luôn luôn là đội bóng băng và trụ đối phương dứt điểm lấy người và thêm cả trụ. Còn lần này họ biết cách khi mà đối phương không thể nào lấy được người, cái trụ chắc chắn trao đổi sẽ là lỗ dành cho COG. Và rõ ràng thực tế thấy rõ khi mà hai trụ cho Rock Tiger, một trụ cho COG, khoảng cách trên lời và tiền tiếp tục được nới rộng. Và mặc dù là bị nằm xuống hai lần trong khoảng thời gian sớm, nhưng Smash ở phút thứ 22 khi mà Na đã cầm được rìu đen và thêm cái là bố băng, thì bây giờ Dasan thực sự không còn là một mối lo ngại dành cho Smash nữa rồi. Anh ta phải rất cố gắng để ăn lính. Nhưng cách mà anh ta ăn lính thật ra dọn đường không thật sự tốt cho lắm. Và đối mặt với cái trụ vẫn còn đó của Smash, bỗng nhiên AB Carry, tức là sát thương phép của đối phương mạnh lên, anh ta phải chuyển hướng lên giáp tâm linh. Và với việc chỉ có một cái giáp lửa, Smap bây giờ đã cầm cho mình búa băng và rìu đen. Bây giờ 1-1 Dasan không có cách nào để đánh lại được nữa cả. Bây giờ thấy là auto chạy, chỉ có chạy mà thôi chứ không thể nào mà đấu tay đôi được nữa rồi. Đây, có tiêu cách để tụi mình cũng lần chuyển qua. Nhưng mà 3-1 thì khác, Smap bị tấn công, anh ta còn tốc biến không? Anh ta không tốc biến được và anh ta nằm xuống. Qua xử lý tệ của Smap khi mà đã quá ham truy đuổi Dasan. Và kiếm với góc sát tường thì góc cũng làm chuyển tốt, nhưng phải mất tốc biến thêm cả là tốc hành đến từ Huy. Thì Rock Tiger tôi nghĩ rằng họ biết điều này. Và một khi Gorilla đã có được tốc biến thêm cả là Elise của Pinot có tốc biến, thì họ biết cách để khai thác việc đối phương không có tốc biến và con rồng lửa xuất hiện chỉ trong vòng 1 giây nữa rồi. Và Abramu bị bắt, anh ta dính một tình huống anh ta dính đét vẽ và anh ta nằm xuống. Điểm hạ gục thứ 11 dành cho Rock Tiger. Đó hoàn toàn là công của Bray. Bray thấy rằng Abramu đạp vào cái bẫy của mình và anh ta quét W trúng. Sau đó công việc còn lại của Gorilla rất dễ dàng. Bây giờ với lợi thế về người, Rock đẩy vào khu vực đường giữa và tập hậu đến từ Dasan. Anh ta tiếp cận nhưng không tiếp, anh ta đẩy Gorilla về phía sau làm cái gì thế này. Và không có điểm hạ gục nào cho COG. Gorilla còn 300 máu và thoát về được. Và Snap dịch chuyển lên đảm bảo sự an toàn tối đa cho Phoenix. Thêm cái Gorilla và 3 người ở đây vẫn còn đầy đủ lượng máu cấm con mắt tím. Phoenix thậm chí lại đã tung ra cái nhận của mình đứng đợi phía ngoài. Và Prey, năng lượng của anh ta vốn dĩ với lửa hai linh hồn đó là vô cùng nhiều, để thể đứng ở phía ngoài liên tục kéo máu thành công. Sắp sửa dạng nạn khổng lồ đến từ Smash bị làm choáng lại, nhưng cái trụ một phát đánh thường nữa là sẽ có wow cú chí mạng vừa rồi khá chất lượng từ Stixxay. Và Prey đang bị giữ lại, anh ta đã nằm xuống. Cú chí mạng tiếp theo đến từ Stixxay, anh ta đạp vào cái bẫy được đặt trước đó từ Stixxay và bị giữ chân lại. Và bỗng nhiên lợi thế về người là thuộc một lần nữa về COG. Bây giờ là cơ hội để cho COG giành lại một phần lợi thế trận nếu như họ có được con rồng lửa này. Thiên mệnh rất tiếc không trúng vào ai cả. Dasan lao lên nhưng đã bị trường trọng lực làm chậm lại, không bắt được ai. COG vẫn sẽ phải cố gắng rướng con rồng này. Không rướng bây giờ không có cơ hội để rướng tiếp. Alista đã đầy đủ năng lượng, đánh đi, bắt buộc. Nhưng không có chiêu cuối, đó là thông tin và cơ sở mà COG có được. Còn Huy, bắt buộc, chiêu cuối đang sẵn sàng rồi. Phải đánh, buộc, phải đánh. Smash bị bắt, Smash bị bắt ở dạng Nati Nị và ta nằm xuống. COG đang cầm bắt thực sự ở trong tình huống này. Và họ sẽ có được con rồng thứ hai của mình, là rồng lửa. Và bỗng nhiên sai lầm đến từ cả hai bên. Smash lần thứ tư nằm xuống trong trận đấu này rồi. Anh ta bắt là khu vực trên khi băng quá sâu rừng đối phương. Sau đó đến lượt Abramu phải nằm xuống khi mà bước vào gần tầm hất tung đến từ Gorilla. Nhưng rồi sau đó hết Ray đến Smash lại tiếp tục mắc những sai lầm.
Để rồi bây giờ con rồng lửa, con rồng thứ ba của ván đấu đã thuộc về dành cho COG. Và đây là chắc chắn là nằm xuống rồi, không thể nào thoát được ra dính chiêu cuối từ Hữu Hy. Và anh ta đang bắt buộc phải lên trang bị. Thấy rằng cái áo choàng bạc, khăn giải thuật, không, áo choàng bạc là nâng cấp lên cấp thiên thần, còn khăn giải thuật là chỉ là áo vải, áo vải. Nhưng mà tôi nghĩ là lên khăn giải thuật nó vẫn tốt hơn, bởi vì thật ra Hữu Hy cũng chỉ có 1-2 mục tiêu trong những tình huống mà dùng chiêu cuối thôi, và Snap sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu. Cho nên về mặt cá nhân tôi nghĩ rằng trong tình huống này, việc lên khăn giải thuật đối với Snap cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng khi mà chúng ta nghĩ tiếp thì cái sự đầu tư nó sẽ hơi phí một chút xíu, bởi vì lượng sát thương phép đến từ bên phía của COG không nhiều, nó chỉ nằm ở Hữu Hy mà thôi. Cho nên có lẽ Smap thấy rằng cái khăn giải thuật là không cần thiết, và ta quyết định là lên áo choàng bạc đó để sau, về để sau khi trận đấu này xong thì chúng ta có nhiều thời gian hơn để phân tích. Cậu dịch trở lại với trận đấu, COG đã trở lại, họ đã phòng ngự được, họ có được con rồng lửa để tăng tiến sức mạnh của mình, và đây là thời điểm mà Stixxay rất mạnh. Mặc dù ta phải lên một trang bị phòng ngự là cái khăn giải thuật cho chính bản thân mình để tránh những tình huống kén nhện cũng như làm choáng đến từ cú hất của Smap, nhưng mà anh ta vẫn rất mạnh ở giai đoạn này với việc bảy đã nâng tối đa, khả năng công trụ rất tốt. COG rất cần những tình huống setup, những tình huống chuẩn bị để vây hãm trụ của đối phương. Nhưng bây giờ thì khả năng phòng ngự của Rock Tiger nó cực kỳ tốt rồi, với việc mà kiểu trang bị đến từ Kuro đã có được 3 lần cấp lửa công nghệ. Ở phút thứ 27 thì ta có được trường Paralyze, còn Phoenix thì sẵn sàng đang lên hết tất cả là sát thương để chuyển hóa thành trường Paralyze với cái kẹo quá khổ trên người của anh ta. Thì vấn đề dọn lính rất dễ dàng dành cho Rock Tiger. Và nhớ kiểu trang bị của Prey, khi mà ta đã lên đại bác liên thanh rồi, xin lỗi các bạn, đó là chính là lửa hai linh hồn, thì cần trang bị tao đánh đó chính là đại bác liên thanh. Thì có nghĩa rằng anh ta có khả năng dọn lính cực kỳ dễ dàng với lượng năng lượng dồi dào, nhưng khoan đã, khu vực lên dưới. Phoenix đứng đợi phía sau Smap để chờ đợi Smap đây. Trợ đây, Dasan bị hất dính tường, Dasan bị dính kén nhện, như ta quá trâu, còn chiêu cuối tung trúng hai người và đẩy hai người đối phương về, Dasan sẽ sống. Cái trụ của vườn dưới khả năng khá cao sẽ không còn khi Dasan không đủ lượng máu để lại phòng ngự. Nhưng đường trên tương tự như vậy, không có đủ người dành cho Rock Tiger phòng ngự, một đối một trong tình huống này không quá lỗ dành cho COG. Nhưng ta tiếp tục thấy được cái khoảng cách chênh lệch, việc mà Smap đã vượt lên trên xong rồi Dasan rất khó cho anh ta có thể chống chịu được. Nhưng Bobby thật ra đi đường về sau không phải là điểm quá mạnh. Vấn đề của anh ta trong những pha giao tranh đó là việc băng vào đội hình đối phương giữa chừng hoặc hất tung thành công. Đó sẽ là nhiệm vụ của Dasan. Bây giờ COG có vẻ như đang thật sự họ rất cần những cái trụ này. Đây là lúc mà đội hình của COG phải tìm cách lấy được trụ. Nhưng hồi nãy chúng ta cũng đã nói tới cái sức mạnh của Victor trong những tình huống phòng ngự, và đặc biệt đây là Victor 305. Công việc quá nhẹ luôn. Anh ta chỉ cần đi lên, quét tia chết chóc và đợt lính, đi về, lính hết rồi. Và ma thuật tích tụ là một đợt lính. Thực ra chiêu E đúng một chiêu một là bạn dọn dẹp hết đầy đủ cả hộp đợt lính. Đợt nào có xe thì bạn dùng win thêm một lần, nghĩa là hai chiêu thức dọn dẹp luôn cả hộp đợt lính. Thì công việc hiện tại của anh ta không có việc gì khó cả. Chỉ là vấn đề là bạn muốn lên kiểu trang bị thế nào tiếp theo, đó là dồn sát thương hay là gây lượng sát thương trên diện rộng mà thôi. Anh ta đang có một cái gậy quá khổ thì phòng âm lưu đinh chứ hơi mạo hiểm, nhưng mà tôi đang tính hướng tới cái đồng hồ cát. Nhưng mà vấn đề là anh ta đã có kỹ thuật rồi thì đồng hồ cát nó hơi phí. Đúng, lên thêm sát thương với bọn Luden để tăng cái khả năng đẩy lĩnh cũng như là những tình huống mà làm chậm được nhiều người với trưởng pha lê kết hợp với bọn Luden thì cũng là một cái bước tiến hợp lý đến từ Kuro. Thì pha tiếp theo mọi thứ sẽ xoay quanh những tình huống đánh mục tiêu của hai bên, tức là con rồng tiếp theo là con rồng lửa, chắc chắn nó sẽ rất đáng giá. Còn bây giờ thì là hai đội đang vờn nhau xung quanh khu hang Baron. Rock Tiger đang đứng thẳng với hang Baron luôn, cắm mắt tím xuống và phá toàn bộ tầm nhìn của COG trong này. Với xạ thủ là Jin đội hình thật ra rất khó, nhưng khi mà bạn đã có Elise 516 rồi, cái lượng sát thương theo phần trăm của Hughie chạy em ơi, rồi thoát rồi, cũng đủ bình tĩnh để đứng ra mình phải. Nhưng có nè, chạy đường đó ghê quá, chạy đường đó quá ghê. Smap nhảy qua tường làm chậm được Hughie, anh ta vẫn còn nội tại nhưng bị làm chậm liên tục. Gola bay vào combo thành công và tôi không thể tin được là Hughie lại có quyết định di chuyển như vậy. Tôi nghĩ rằng thật ra cú tốc biến ta nên dùng để có thể thoát khỏi tầm hất tung đến từ Gorilla. Vì một khi Gorilla đã dùng tốc biến với cú W lao vào, bạn tốc biến ngược qua bên trái thì bạn đã thoát hết tất cả mọi sát thương rồi và đã ép luôn cái tốc biến từ Kuro.
thì đó là một sai lầm mà nó cực kỳ khủng nhưng khiếp mà đến từ Huy. Tại sao lại chạy cái đường đó? Đường đó rõ ràng biết là Smep đang đẩy và Smep mất thì chỉ có trong rừng đó thôi. Tại sao lại làm như vậy? Và bây giờ thì COG phải tìm cách ngăn chặn con Baron này. Thiên mệnh không có giá trị gì cả. Dasan bị bắt và Dasan không còn trên bản đồ nữa. Smep thì dùng chiêu cuối bỏ chạy và anh ta thoát đi được. Nhưng Rock Tiger đang dùng con Baron này, con Jun tím khổng lồ để làm mồi câu CLG. Cứ mỗi lần họ tiến vào Baron là CLG phải tiến vào Siri, tiến vào thì Rock học ngược ra. Đơn giản như vậy. Và Rock lần này sẽ làm gì tiếp đây? Deathmithy không còn chiêu cuối nữa. Wow, Kuro bị hất tung. Và bây giờ Stixxay đang bị bắt. Stixxay đã có một mạng tắt điện. Phoenix đang bị Baron đánh. Phoenix bắt buộc phải đánh đu lên phía bên ngoài này. Stixxay bị tắt điện rồi. Nhưng Deathmithy vẫn còn. Anh ta không có tốc biến. Thì phải đi xuống, phải đi xuống. Baron còn hay không? Baron vẫn còn. Bây giờ cơ hội cho CLG. Abramu tiến vào, Huhi tốc biến xuống. Baron thuộc về Rock Tiger. Phoenix bắt buộc phải tốc biến đi. Anh ta đang bị ám ảnh kinh hoàng. Và kinh hoàng thật sự dành cho Rock Tiger. Bray một chấp hai và Bray hạ cục được Abramu. Xperia điều đáng tiếc nhất dành cho CLG chính là việc không có tầm nhìn ở khu vực dưới hang Baron. Nếu có tầm nhìn, Xperia hoàn toàn có thể đi vòng xuống hang Baron và cố kéo tình huống tranh cướp trừng phạt. Nhưng vì không có tầm nhìn, anh ta hoàn toàn không biết lượng máu còn lại là bao nhiêu cả. Anh chỉ có thể đứng từ phía trên phóng một cái rìu xuống mà thôi. Nhưng khi đó đã hồi sinh lại đến từ Smep. Và một tình huống phải nói rằng rất may mắn từ CLG, hãy nhìn con Baron thiệt sạch giúp đỡ. Thiệt sạch đặt hai cái bẫy và Kuro bị hất tung một lần cộng với lượng sát thương dồn. Và Stixxay rất cố gắng thêm, thậm chí là Abramu phát biến với sự hỗ trợ. Vừa đó hỗ trợ cho Stixxay gây một lượng sát thương lớn. Còn đây không có tầm nhìn, nó khiến dành cho CLG gây khó khăn. Nhưng bây giờ trở lại khu vực hang rồng lửa. Con rồng lửa thứ hai của trận đấu này đang trong tầm kiểm soát Rock Tiger. Và COG không thể can thiệp. Như vậy là về rồng nguyên tố, ta đang có một sự cân bằng giống nhau hoàn toàn. Mỗi bên sẽ là một rồng lửa và một rồng nước. Tương tự, cả hai bên sẽ có cùng một lượng sát thương được gia tăng mà thôi. Nhưng Phoenix phải nói rằng anh ta đang có một lượng sát thương cực kỳ khổng lồ khi mà anh ta không dừng lại ý định ở đây. Gậy đau lâu sẽ là trang bị tiếp theo của anh ta. Và với khuôn mặt của một người trẻ, với cái lượng sát thương này, tôi nghĩ rằng mục tiêu của anh ta chọn khả năng rất cao, có thể là Stixxay, có thể là bất kỳ một người nào bên phía COG. Đúng, với bất kỳ ai cũng được cả. Với lượng sát thương này của Binance, anh ta là 616 Elite. Và chúng ta thậm chí là đoán sai luôn ý định của Kuro luôn. Kuro không phải là Luden. Anh ta quất luôn cả cái nón tử thần ra bao đông để có thể tối đa hóa lượng sát thương của mình trong những tình huống mà quét lính là một và quét người là hai trong những pha giao tranh. Rock Tiger đang dẫn trước 59.000 so với 52.500, đó là 6.500 trên lệch mà họ đang tạo ra được. Và họ đang chuyển hướng xuống khu vực đường dưới với bù lợi Baron vẫn còn khá là nhiều thời gian. Hệ thống phòng ngự của COG đang được đặt ra. Stixxay rồi, mất đi khăn giải thuật, đang phải lui về. Một cú quét rất chất lượng Kuro làm chậm đối phương và chồng vào nét vẽ đến từ Bray. Như vậy là Bray với lại Kuro học chung lớp mỹ thuật, cả hai cùng vẽ trúng trong tình huống đó. Bây giờ sân khấu này không phải để hạ gục người, nhưng vô tình có được điểm hạ gục luôn. Sân khấu này là để đẩy lui COG ra khỏi trụ, để cho Rock Tiger có được trụ và được khuyến mãi thêm Abramu. Tôi thấy rằng như Kuro chỉ R với lại E vào người thôi mà Abramu biến mất khỏi bản đồ. Smithy không có đủ sát thương lẫn sức chống chịu sau khi bật chiêu cuối, anh ta buộc phải lui về phía sau. Rock Tiger muốn lấy thẳng một đường luôn trong pha này. Bray, Kuro được sự hỗ trợ tâm nét đỡ phát chiêu cuối, phát phát bắt trung từ Stixxay. Nhưng bây giờ họ vẫn ở lại vì thời gian đếm số của Abramu vẫn còn. Có phải là quá nguy hiểm hay không? Được. Và họ đang muốn đợi nàng khổng lồ từ Smep, đang sẵn sàng có dạng nàng khổng lồ rồi. Dasan đang sẵn sàng để có một tình huống tập hậu nếu như ta tìm được cơ hội để dịch chuyển, nhưng phía sau lưng không có mắt. Và Rock Tiger là người lao vào Smep tung một cú chiêu cuối rất đẹp. Dasan cũng làm điều tương tự. Stixxay cố gắng bắn với sự hỗ trợ của trụ và bắn được thành công. Huhi là người dứt điểm được Smep. Pha phòng ngự của Resilz tạm thời coi là thành công. Thiên mệnh giữ được Gorilla lại, nhưng đồng đội của Gorilla nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ anh ấy tới giọt máu cuối cùng. Và đúng là giọt máu cuối cùng thật, 100 máu còn lại, Gorilla thoát đi được. Nhưng COG có khả năng lấy được trụ thứ nhất khu vực đường giữa khi lính đường trên này rất nhiều, bắt buộc Rock Tiger đầu tiên phải lui về hồi máu. Thời gian hồi của họ đã không còn bù lại Baron, nên đó là con số khá lâu. Bây giờ bắt buộc cho lên đường trên phòng ngự thì có được cái trụ thứ ba, và đặc biệt chính là trụ thứ nhất khu vực giữa, mở ra một khoảng tầm nhìn dành cho COG, an toàn hơn cho họ rất nhiều. Vẫn là một cơ hội, mặc dù nó hơi mong manh chút xíu, nhưng COG vẫn đang tự giữ lại cơ hội cho bản thân mình. Với tình huống phòng ngự thành công rồi, chúng ta cùng xem lại tình huống đầu tiên là ở dưới. Ở dưới thì là Abramu bị dính nét vẽ,
và anh ta bị hất tung lên không kịp làm gì cả. Sau đó là trụ dành cho Rock Tiger. Kuro dính chiêu cuối Hung Hi nhưng sát thương không nhiều, anh ta vẫn lui ra được. Thậm chí là Hung Hi anh ta cố tình bỏ chiêu cuối vì Kuro không có dùng khăn giải thuật của mình, vì anh ta thấy rằng người là đứng rất gần tầm tiếp cận rồi, bị hất tung mất thêm một người là khả năng nằm xuống khá cao. Và tiếp tục là Rock Tiger khi mà thấy rằng chiêu cuối của Smash vẫn còn, chuẩn bị biến thành dạng na khổng lồ, thì họ muốn tấn công tình huống này. Pha băng trụ, đó là pha băng trụ. Tôi nghĩ thật ra là không quá lời khi mà Siêu Chi đang ở thế thua, họ đang cần trang bị, họ đang cần lượng tiền với cái khả năng tắt điện của các thành viên của Rock Tiger. Đúng với dứt điểm của Ismith thì dứt điểm được thêm trong thành viên của Siêu Chi, nhưng vấn đề quan trọng là hãy nhìn cái lượng tiền mà Hung Hi bây giờ anh ta có và khả năng phòng ngự, và Gorilla thật ra là vô cùng may mắn sống sót thành công. Nhưng mà Rock Tiger vẫn đang là những người chiếm thế thượng phong, bây giờ họ đang tạo được thế đẩy ở cả ba đường. Smash ở đường trên, Binaz ở đường giữa, ba người còn lại ở đường dưới. Và Smash có dịch chuyển, đây là cơ hội để họ một lần nữa tiến vào đường dưới. Và tôi đang rất tin vào với cái độ chuẩn xác của Brain nãy giờ với những nét vẽ chết chóc của mình. Anh ta đủ sức tạo ra những tình huống đột biến từ xa cho bên phía CEO, cho bên phía Rock Tiger. Dasan đang có một điểm đến, hãy nhìn con mắt ở đường dưới, con mắt ở giữa đường. Nó hơi xa một chút xíu, nhưng nó né được con mắt tím trong bụi của Rock Tiger. Đây là cơ hội cho bên phía của CLG. Nhưng bây giờ thì đã có tốc biến từ Bray và Kuro, vấn đề là phải chọn mục tiêu như thế nào và cuộc chiêu cứu của Dasan có dùng hợp lý hay không để thể phần ở đó ngăn cách giãn bớt đội hình của Rock Tiger ra. Nhưng Rock Tiger biết rằng một khi không có bùa lệ Baron và không có đó là bùa đại rộng ngàn tuổi, thiệt ra họ chia đội hình rất khó tấn công vào trụ, chỉ có thể chia đội hình ra gây sức ép và giảm bớt những việc di chuyển của đối phương. Và một khi đối phương bắt sẽ làm di chuyển để đến cái trụ thứ ba của đường dưới. Đó cũng không phải là sai lầm, đó là một tình huống mà bắt buộc. Gorilla buộc phải bật chiêu cuối để chạy, anh ta vẫn đang bị giữ lại, anh ta nằm xuống, dịch chuyển bởi Dasan. Tập hậu thành công hay không? Kuro là người đang bị giữ lại. Dasan đang lao theo Kuro, dùng chiêu cuối giữ Kuro lại, bắt trụ của Stixxay. Bắn vào Kuro 500 mẫu, nét vẽ hỗ trợ của Bray nhưng không thành công. Kuro đang cố gắng tăng tốc bỏ chạy, anh ta quay lại chơi luôn và ta hạ gục được Hung Hi. Nhưng ta vẫn phải nằm xuống, đó là một đổi hai có lợi cho TCLG. Nhưng trong khoảng thời gian trống thì ở đường giữa, trụ ba của họ đã bị phá hủy và tới luôn cái nhà lính đang bị tấn công. Stixxay né được cán nhện, đang cố gắng bắn liên tục. Bray đang ở phía ngoài này, Smash làm choáng được Stixxay nhưng ta ngay lập tức dùng khăn giải thuật, nhưng Binaz lao vào và Binaz dứt điểm được Stixxay. Đó là điểm hạ gục thứ 19 dành cho Rock Tiger. Binaz chuyển hướng qua Abramu, cán nhện trúng vào Abramu phía bên này, còn ở giữa Smash đã lấy được nhà lính cho Rock Tiger. Abramu làm choáng được Binaz nhưng Binaz tốc biến theo và sẽ có điểm hạ gục thứ 10 của mình ở trong trận đấu này. Nét vẽ thành công, Smash là người dứt điểm được SPT, 21 điểm hạ gục cho Rock Tiger và bây giờ họ sẵn sàng dứt điểm luôn trận đấu. Binaz quá khỏe, Ray quá khỏe và Smash cũng tương tự như vậy. Giáp thiên thần của Dasan đã bị lấy mất, anh ta hồi sinh lại tốc biến bỏ chạy được, nhưng Smash rất cây cũ cố gắng lao theo bị trụ đánh, anh ta sẽ phải lui nhẹ ra một chút xíu. Rock Tiger thấy rằng không thể nào nhây ra một trận đấu quan trọng như thế này, họ cần chiến thắng để giành lấy chiếc vé vào tứ kết. Binaz bị bắt nhưng chẳng sao cả, Smash đã ra hỗ trợ. Binaz lao vào sau cú cán nhện thành công và xóa Hung Hi khỏi bản đồ. Dasan bị hất tung lên và Dasan nằm xuống, hai trụ bảo vệ nhà chính dành cho Rock Tiger và họ lấy chiếc vé thứ hai vào tứ kết của bảng A cùng với ANS. Xóa COG cùng với là G2 Esports khỏi giai đoạn vòng bảng và Binaz đã có thể khẳng định mình tại chung kết thế giới khi có mặt lần đầu tiên ở tứ kết. Rõ ràng là một phong độ rất hủy diệt đến từ Elite của anh ta để giúp cho Rock Tiger có khả năng dẫn trước trong suốt một khoảng thời gian đầu. Còn với COG, mặc dù có được rất nhiều những sự hỗ trợ đặc